Xin chào các bạn, mình là Hà và chào mừng các bạn đến chương trình Trà Đá Hai Biết. Thì đây là 4 đôi giày custom từ bên Hàn Quốc. Thì đó, anh cũng nhận làm custom. Thì đôi này là đôi em học của anh mà đúng không? Này là đôi em Jordan mới nổi. Anh Jordan hả? Xin lỗi. Vậy bây giờ mình đến một cái đôi giày nó xịn hơn. Đôi giày, cái đôi giày rất là ác, chỉ có 4 đôi thế giới.